Hi, xin chào mọi người. Rất vui gặp lại mọi người trên kênh Let's Go Outdoor. Thì hôm nay đúng một năm mà chúng tôi có dịp mới quay lại cái địa điểm mà hai anh em chúng tôi đã từng đến và đi câu cá và săn chim cu gáy và săn thỏ. Nhân vật chính của chúng ta đây thì là Thiện. Anh có cái nickname tức là Team Fan. Đây. Cho mọi người sẽ nhìn rõ mặt của Team Fan là đây. Xin chào các bạn. Rồi. Welcome back là Let's Go Outdoor ha. Sáng nay Thiện sẽ bắt đầu làm cái gì đây? Sẽ đi một vòng coi thử xung quanh đây có còn con thỏ nữa không, vì hiện tại thì bây giờ xung quanh đây thì có một vài người họ đang cũng đang đi săn chim cu. Đang tiếng súng thì nó cũng mới nổ quanh đây thì mình cũng cẩn thận một chút. Thì ok, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi hành trình đi xung quanh coi thế nào ha. Mọi người có nghe tiếng súng nổ không? Đó là những cái tiếng súng nổ mà ta xài sọt gần đó. Xài Egan. Khu này nhiều thỏ không? Khu này rất cướp thì nhiều, còn bây giờ á, mùa này nó đi bắn nhiều á. Này nước đẹp Yeah. Nãy cũng thấy có vài con khoeo mà Phong. Dọc cái hàng cây này. Sớm thì sẽ ra nước phơi nắng á. Mình phải đứng từ xa chứ, đứng gần làm sao mà nó ra được. Thì mình đứng ở đây thì nó ra được kia. Thường là trong những cái bụi cây này á thì là có rất là nhiều thỏ chạy ra là sáng sớm. Lúc nãy mình cũng có thấy một vài con và Thiện cũng đã thịt được một con rồi. Đến lúc này Thiện nói là vừa mới thấy một con thỏ ở đằng xa đằng kia, mình không có thấy, thực sự ra mắt mình rất là kém. Thì để xem thử. Còn không? Nó còn đó không? Thỏ to lắm hả? Khoảng cách bao xa vậy? 95 giờ. Khoảng chừng hơn 80 mét. Ok, mình đi tới xem thử.
Ok, bây giờ mình tới xem con thỏ hồi nãy. Lâm gia khoảng là chừng 80 mét. 80 mét à. Mấy thỏ này ở đây chỉ có xài kiểu mà súng airgun đồ, kiểu mà bắn cho cái mà khoảng cách xa, chứ còn là những họ mà xài những cái shotgun bây giờ á thì nó chỉ biết bắn kim cu thôi. Vì mấy con thỏ này bây giờ nó nhát lắm. Cái kia các bạn thấy có mấy cô đang đậu trên cây á, thì nó hơi ngược nắng, thì khoảng cách khoảng 55 giờ để mình bắn coi thử có thấy mình thấy có mấy con đậu đó luôn. Đúng rồi. Một con đang bay tới nè.
Đây, bây giờ mình sẽ qua lượm hai em chim mình vừa bắn được rồi nè. Như lượm mà cũng phải thấy thêm mấy em nữa hả? Mấy em bây giờ nữa. Rất là em chim rồi ha. Cách sắp gần bắn sắp gần cùng thằng điện thoại thế này. Bên này nè. Đây hả?